Hello tất cả anh chị em, welcome mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Nhất Huy đây. Trong những ngày gần đây thì mọi người vẫn chưa lắng xuống với thông tin tin tức xoay quanh hệ sinh thái của Terra Luna, đặc biệt đối với hai đồng coin đó là đồng UST, stablecoin của hệ sinh thái và đồng Luna nữa. Đó là đồng native token trong hệ sinh thái này. Chúng ta đã chứng kiến cái sự sụp đổ của nó trong khoảng thời gian hơn một tuần vừa qua, từ cái vùng giá là hơn 88 đô la và rơi xuống một cái vùng giá mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Những nhà đầu tư, những VC ban đầu đầu tư hầu như đã mất trắng trong hệ sinh thái này. Vậy sinh thái này sắp tới đây thì sẽ có khả năng hồi phục lại hay không sau khi mà chúng ta đã nghe thông tin từ Dokun là CEO của Terra Collab và đã đưa ra cái thông tin rằng là sắp tới sẽ chuẩn bị cho một cái cuộc hot fork, đó là sẽ tách cái nền tảng Terra ra hai cái nền tảng blockchain đúng không? Và cái thông tin đó thì mình đã biết cho mọi người trong channel Terra mà nhé, mọi người có thể do trong đó để xem lại cái thông tin đó. Và thời gian gần đây thì chúng ta cũng có một số thông tin, tin tức cũng gọi là tích cực một chút cho hệ sinh thái này. Đó là ngày hôm qua thì mình cũng biết cho mọi người một cái thông tin thì chúng ta thấy rằng là cái đồng Luna và cái đồng UST cũng như là cái đồng Antropotokon của sinh thái này cũng đã tăng trưởng. Đặc biệt là trong vòng 24 giờ thì nó tăng 100%, hơn 100% đúng không? Cái thông tin thì đến từ sàn FVC là một cái sàn mà khá là quen thuộc, cũng không phải là sàn top lớn gì cả. Tuy nhiên là sàn này thì trong thời gian vừa qua cũng hoạt động khá là sôi nổi với rất là nhiều các cái đồng coin mà sau khi listed sàn thì cũng tăng trưởng rất là mạnh đúng không? Đó thì ok, thì thông tin đó là cụ thể là sàn giao dịch MEC thì đã phát hành cái kế hoạch để hồi phục Luna sau khi mà cái tỷ lệ biểu quyết đạt được là trên 50% ấy, thì MEC sẽ sử dụng cái phí giao dịch thực tế từ cặp giao dịch đó là Luna trên USDT để thực hiện mua lại thị trường thứ cấp và tiến hành đốt cái đồng Luna này. Mọi người biết là cái đồng Luna trước đây thì tổng cộng của nó đâu đó khoảng tầm 400-500 triệu mà thôi, và hiện tại đây thì cái đồng Luna tổng cộng của nó thì mọi người cũng biết rồi đúng không, hiện tại lưu hành bên ngoài là 6,5 tỷ đồng token. Đó là một số rất là lớn, rất nhiều anh chị em chúng ta kỳ vọng lên 1 đô thì mọi người sẽ cố gắng có thể là chúng ta đầu tư với cái đầu óc tỉnh táo một chút nhé. Chúng ta hãy nhân với cả mọi người xem lại cái tổng cung của nó, cung lưu hành của nó, và mọi người xem lại cái vốn hóa của nó, và mọi người nhân lên xem là hiện tại từ cái giá nhân lên là bao nhiêu, nhân 1.000 lần nữa thì cái vốn hóa của nó là bao nhiêu, và tổng hóa thị trường hiện tại tiền tử của chúng ta là bao nhiêu. Thì mọi người đang đưa ra những giải thuyết thực sự là rất là khó, đặc biệt là hiện tại thì biết là Terra đang có những cái gọi là ông Dokun ấy thì ông có đưa ra một số các phương pháp, là một số các phương án để có thể là đề xuất nhé, chỉ đề xuất thôi còn chưa được duyệt đâu, là đề xuất sẽ để là đốt cái đồng Luna đó. Thì đốt, mọi người biết là hiện tại một cái cung như này đốt bao giờ, và nó có tương đương như kiểu là các cái đồng meme coin đó. Ok, và chúng ta trở lại chủ đề ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ cùng cập nhật với mọi người về một số thông tin xoay quanh cái đồng stablecoin, là cái đồng mọi người cũng rất là quan tâm cho cái sinh thái này, đó là cái đồng UST. Và cái đồng UST này thì liệu có thể là quay trở lại với cái giá DPEG ban đầu là giữ được tỷ giá đô la Mỹ hay không ấy, thì mọi người sẽ cùng cập nhật với mình. Và đặc biệt là mình sẽ thêm cho mọi người một cái thông tin nữa, đó là sau cái sự sụp đổ của cái đồng UST này ấy, thì cái hệ sinh thái nào tiếp theo có khả năng cũng sẽ dẫm vào cái bước xe đổ của cái hệ sinh thái Terra này nhé. Đầu tiên cái thông tin sẽ là đến từ CJ. Ngày hôm qua thì CJ có một cái cuộc AMA ở trên nền tảng Reddit. Cuộc AMA đó mang tên là Ask Me Anything. Thì có một cái câu hỏi dành cho hệ sinh thái của Terra Luna, và Binance thì cũng đã đưa ra câu trả lời. Đó là Binance thì luôn cảnh báo cho những người dùng trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và họ luôn luôn hiểu biết những cách gọi tốt nhất, và họ đưa ra những lời khuyên cho người sử dụng giao dịch đó. Chưa bao giờ nói rằng UST được hỗ trợ bởi fiat. Và ngoài ra thì CJ cũng đưa ra một cái gọi là ý kiến gọi là thị trường trung lập và thôi, gọi là giao dịch và mua bán. Hiện tại CJ cũng đã hỗ trợ những người giao dịch gọi là mất mát đó bằng cách gọi là mở lại giao dịch cho cái đồng Luna và đồng UST đúng không? Trên cái cặp giao dịch là BUSD. Thì mọi người có thể xem lại thông tin trước đây nhé. Ok, và cái thông tin tiếp theo ấy, đó là tin thì nó cũng đã diễn ra trước đây rồi, thì mình cứ điểm lại qua cho mọi người nhé. Đó là trước đây thì trên nền tảng Twitter của CJ thì cũng nói rất là nhiều về cái sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra này. Giám đốc điều hành của Binance đó là ông Trump Bezos thì ông đã khuyến nghị về tiền điện tử là Terra Collab, Luna và đồng UST sụp đổ, dẫn đến là mất 40 tỷ đô la và ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường. Mọi người thấy rằng thị trường đã rơi một cách gọi là hầu như rất là lớn đúng không? Xuống tận 24.500 trong gian vừa qua. Đó cũng là một phần rất là lớn do hệ sinh thái này họ đã xả cái lượng Bitcoin họ đang giữ là 3 tỷ đô Bitcoin đó. Và cái sự sụp đổ của Luna UST là một cái thảm kịch dẫn đến thị trường trong gian vừa qua. Và ông CZ cũng đã nhận định trong một bài đăng ở trên nền tảng Twitter của mình vào ngày 20 tháng 5 năm 2022, nhấn mạnh rằng Binance luôn tìm cách bảo vệ khách hàng khỏi tổn thất và thừa nhận rằng tiền tử trao đổi giới hạn trong một giải pháp do cộng đồng đề xuất và với rất là nhiều sai sót. Cái này thì tiền điện tử nó luôn luôn ẩn chứa rất nhiều rủi ro, cho
nên là Binance cũng luôn cảnh báo mọi người, đúng không? CJ cũng luôn cảnh báo cho mọi người đó. Và ông nói thêm rằng thì Binance sẽ đề nghị Terraform Labs tập trung vào việc gọi là trả nợ cho các nhà đầu tư bán lẻ trên cơ sở ưu tiên của mình. Và trước đó thì CJ cũng nhấn mạnh rằng không gian điện tử phải nắm được các bài học từ sự sụp đổ của Terra. Có nghĩa là rất nhiều hệ sinh thái khác cần phải nắm được cái sự sụp đổ của Terra này để tránh đi vào cái bước sơ đổ đấy. Mọi người biết tại sao không? Là một hệ sinh thái rất là mới, tuy nhiên thì sự bùng nổ nó thì lại tăng trưởng quá là mạnh, mạnh hơn so với những vấn đề hiện tại đang làm được đó. Suy đã cảnh báo cho mọi người biết vấn đề đó nhé. Và ông tiếp tục nói rằng thì cái việc đào Luna chỉ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn khi mà giải pháp làm loãng thị trường những người nắm giữ tiền mã thông báo Luna. Và theo Suy Jay thì ngoài cái việc tăng cường triển khai khai thác, các chính sách khuyến khích khốc liệt cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến cái sự sụp đổ của Luna. Ông trích dẫn từ cái việc giao thức ăn trộm token đó là một trong những cái sự tăng trưởng bằng cách gọi là mình staking cái đồng USDT vào với APY rất là cao 20%, đúng không? Mặc dù ưu đãi cao, ông nhấn mạnh nhé, mặc dù ưu đãi cao nhưng mà dễ dàng thu hút khách hàng hơn, tuy nhiên là cơ sở cho người dùng mới là lý do chính cho sự ổn định lâu dài trong một dự án. Đấy, ông đã cụ thể dẫn dắt, gọi là dẫn chứng cụ thể cho một cái nền tảng DeFi mới như vậy. Và ông CJ thì cũng đã lập luận rõ ràng rằng Terra là một hệ sinh thái với một số trường hợp sử dụng, nhưng tốc độ phát triển của mạng thì không theo kịp tốc độ của nó mà cung cấp các cái ưu đãi khác cho người dùng mới. Và ông ấy nói rằng là quá trình tiến triển của Terra là rỗng và cuối cùng nó sẽ nổ như kiểu là bong bóng. Đó là các cái thông tin về CJ đã nói cho mọi người trong giai vừa qua, cảnh báo cho mọi người về cái nền tảng stablecoin cũng như là hệ sinh thái của Terra này. Ok, và một cái thông tin nữa cho mọi người, cập nhật cho mọi người luôn, đó là cái sàn Nox Bitcoin là một cái sàn của Brazil, thì họ đã đưa ra một cái gọi là một cái rất là hay, không biết là cái nguyên nhân này là như nào, có người họ thu hút người dùng hay không, nhưng mà họ đã sẵn sàng bỏ ra một khối lượng tài sản, họ là 127.000 đô, để bù cho những nhà đầu tư mà chúng ta đã mua những đồng stablecoin USD ở trên sàn của họ. Và sẽ bù như nào? Ví dụ những người mua ở giá là 0.062 đô la sẽ được bù với tương đương gần 1 đô la, gần 1 USDT đó mọi người nhé. Thì cái thông tin này mọi người có thể đọc trực tiếp luôn. Và theo giám đốc điều hành Nox Bitcoin, đó là ông Joe Paulo Oliveira, công ty không chịu trách nhiệm về việc khách hàng thiệt hại do đầu tư vào một số loại tiền điện tử trên nền tảng của mình. Tuy nhiên họ quyết định can thiệp vào để đảm bảo lòng tin của khách hàng. Đó thì cho thấy rằng là họ đang cố gắng thu hút khách hàng về để sử dụng cái nền tảng giao dịch của họ, qua cái việc là hiện tại họ đã bỏ ra một số tiền để đền bù cho những thiệt hại của nhà đầu tư và cái đồng USD nhé. Và tin tức này thì như một cái giải tỏa mang lại sự tích cực cho không gian tiền điện tử. Tuy nhiên thì cái quyết định của sàn dịch Bitnox này thì phản ánh cái quy định bảo vệ khách hàng của Brazil. Và sàn giao dịch cũng đã cung cấp các cái dịch vụ đặt cược, chẳng hạn như giao thức ăn trộm protocol mà UST đang sử dụng nhiều. Các giao thức DeFi cung cấp tới 20% APY khi mà đặt cược UST, chủ yếu được coi là công cụ dẫn đến sự sụp đổ của nó. Cái này thì còn là cũng giống như kiểu ý kiến của CJF mà thôi, đúng không? Và mọi người hiện đang xem xét để tiếp theo liên quan đến việc gọi là UST và Luna thì có thể là điều này sẽ không còn tồn tại trong tương lai nữa. Và cái ông Oliveira thì ông có nói trước thêm đó là và không bao giờ bạn biết điều gì có thể xảy ra trong một thị trường điện tử và không thể đoán trước điều gì cả. Đúng, câu nói này rất là đúng, đúng không mọi người? Trong giai vừa qua thì chúng ta đã thấy rằng là một hệ sinh thái rất là mạnh như là Terra phát triển cực kỳ là nhanh mà nó còn sụp đổ, chứng tỏ là nhà đầu tư đi đầu, những quỹ đầu tư lớn như là Digital Capital, đúng không, hoặc rất là nhiều quỹ đầu tư lớn khác ở bên ngoài thị trường, là những quỹ họ đã quá đầu tư quen thuộc đối với những dự án lớn rồi mà bây giờ họ còn mất trắng thì huống chi là chúng ta là những người đầu tư nhỏ lẻ, đúng không? Ok, và đó là một số thông tin liên quan đến hệ sinh thái của Terra Luna nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái thông tin là sau cái sự sụp đổ của cái đồng USD này, là cái đồng USD nó đã mất đi phép rồi. Vậy sau cái sự sụp đổ của đồng USD thuộc hệ sinh thái của Terra này thì liệu một hệ sinh thái mới nào sắp tới đây sẽ dẫm vào cái bước sơ đổ đó, thì mọi người sẽ cùng thảo luận với mình ở trong phần cuối của video này nhé. Thì mình sẽ nói đến cho mọi người một cái thông tin tin tức thời gian gần đây, đó là thuộc về cái đồng stablecoin. Trong ngày vừa qua mọi người rất là quan tâm đến những đồng stablecoin, đúng không? Mọi người cũng rất là lo lắng là hiện tại chúng ta lưu trữ những đồng stablecoin thì còn có an toàn hay không. Thì trong video trước thì mình có nói qua cho mọi người rồi, là cũng đưa cho mọi người một số cái lời khuyên, đó là mọi người có thể là chuyển tài sản của mọi người sang cái nền tảng của BUSD hoặc USDC nhé. Tại sao như vậy thì mình sẽ giải thích qua một chút. Đó là hiện tại thì theo cái bảo chứng của họ cung cấp, đó là đồng BUSD hoặc là cái đồng USDC thì mọi người có thể xem trực tiếp ở trên sàn Binance, thì cái tỷ giá đô la, cái depth của nó giữ khá là tốt, vẫn là 1 đô la thôi. Và hai cái đồng coin này thì họ đang được thông tin cung cấp là bảo chứng là cứ 1 BUSD được bảo chứng bởi 1 đô la Mỹ, 1 đồng USD đó,
tương đương như vậy, USDC cũng thế nhá. Tuy nhiên có một cái đồng coin đó là cái đồng stablecoin USDT, hiện tại mọi người đang nắm giữ rất là nhiều và cũng đó thị trường của nó cũng đang cao nhất ở trên nền tảng CoinMarketCap của những đồng stablecoin. Thì những ngày vừa qua thì Tether đứng sau của USDT đó thì họ đã đưa ra một thông báo đó là trong vài phút nữa thì Tether sẽ phối hợp với bên thứ ba để thực hiện hoán đổi chuỗi và chuyển đổi từ nền tảng Tronic TRC20 sang nền tảng của USDC20 với 1 tỷ đô la USDT từ Tronic TRC20 và Avalanche với 20 triệu đô la USDT, và cái tổng công của Tether thì sẽ không thay đổi trong quá trình này. Ở đây thì chúng ta sẽ chú ý một điều, đó là hiện tại thì cái đồng stablecoin USDT đang là một cái đồng coin đang có vốn hóa thị trường cao nhất của đồng stablecoin, nghĩa là mọi người đang nắm giữ rất là nhiều. Vậy tại sao Tether lại đưa ra một cái động thái sau khi một cái đồng USDT của hệ sinh thái Terra nó giảm mạnh như vậy, mà động thái cụ thể đó là họ chuyển 1 tỷ đô từ nền tảng blockchain của TRC20 sang ERC20. Có phải là hiện tại họ đang không an tâm vào cái nền tảng blockchain của Tronic nữa đúng không? Thì mọi người thấy rằng là trong gian vừa qua chúng ta sẽ cùng điểm lại một chút, đó là hệ sinh thái của Tronic, tỷ phú rất tinh xanh ấy, là một cái ông này thì thực ra là mình cũng không muốn follow ông này đâu. Tuy nhiên là trong gian vừa qua chúng ta có thể thấy rằng đây, Tronic thì đã đưa ra tỷ phú rất tinh xanh ấy, là người điều hành của Tronic, thì ông đã công bố rằng là sẽ ra mắt cái loại tiền phát minh, và cái tiền phát minh đó thời gian vừa qua cũng đã ra mắt rồi, đó là cái đồng USDD. Và với cái lãi suất họ cũng đưa ra kỳ vọng rất là cao, và cũng với một cái gọi là stablecoin thuật toán cũng giống như USDT đó, cũng giống như USDT của Terra nhé, với cái lãi suất lên đến là 30% APY. Chúng ta có thể xem lại thông tin đây, ra mắt đồng stablecoin thuật toán trên mạng này và được gọi là USDT tài sản kỹ thuật số sẽ được triển khai vào ngày 5 tháng 5 năm 2022, có nghĩa là đã triển khai và đang chạy rồi nhé, và cung cấp cho người dùng mức lãi suất cơ bản không có rủi ro là 30% lợi tức hàng năm là APY. Thì cái phần trăm lợi tức này là một con số rất là lớn, lớn hơn cả của UST trên nền tảng Anthropocon là 20%. Liệu đây có phải là một cái động thái tiếp theo sau sự sụp đổ của UST hay không? Thì mọi thứ đấy trong thời gian vừa qua thì cũng đã nhận được cái thông tin từ hệ sinh thái của Tronic là tỷ phú Justin Sun ông đã công bố như vậy. Thì Tether cũng đưa ra ngay cái động thái đó, họ đã chuyển đổi 1 tỷ đô UST từ nền tảng của Tronic sang nền tảng của ERC20. Đó là một cái động thái mình cũng nghĩ rằng theo quan điểm cá nhân của mình á, đó là hiện tại Tether cũng đang lo sợ cái sự sụp đổ tiếp theo của sinh thái TRX sẽ đi theo cái bước sụp đổ của sinh thái Terra Luna. Thì một thế đó trong gian vừa qua thì các cái nền tảng DeFi đang bùng nổ rất là mạnh. Tuy nhiên cái hệ sinh thái của TRX thì cũng đã đưa ra cái động thái ngay sau khi mà thấy sự sụp đổ của đồng USDT của hệ sinh thái của Terra. Tuy nhiên thì cái hệ sinh thái này thì mình đang thấy rằng là theo quan điểm cá nhân nhá, thì nó đang đi theo cái bước sụp đổ của hệ sinh thái Terra. Cho nên là cái động thái mà Tether họ đưa ra thì cũng rất là hợp lý thôi. Thì mọi người ý kiến thế nào mọi người hãy để dưới phần bình luận video nhé. Tuy nhiên thì mọi người cũng thấy rằng là trong suốt thời gian vừa qua, ông Justin Sun là một người tỷ phú rất là trẻ tuổi. Ông đã siêu và cũng rất là nhiều lần đưa ra những kế hoạch phát triển cho hệ sinh thái của TRX. Tuy nhiên là các đồng coin trong hệ sinh thái thì không phát triển, và hiện tại cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái thì hầu như không có gì cả ngoài cái việc gọi là hỗ trợ chuyển tiền ra. Và mọi người cũng để ý rằng là hiện tại trên thị trường rất là nhiều các cái dự án scam liên quan đến TRX. TRX là một cái nền tảng blockchain chuyển đổi tiền hoặc là chuyển tiền rất là nhanh và rẻ đúng không? Với $1 thôi mọi người có thể chuyển lượng tài sản thoải mái rồi. Và đó cũng là một cái hình thức, bởi vì là cái đồng Legit Token là một cái đồng ở thuộc hệ sinh thái này TRX với cái tỷ giá nó rất là rẻ. Và cái nữa là họ chuyển tiền nhanh nữa, cho nên là cũng là một cái cơ hội cho rất là nhiều các cái dự án scam họ liên tục mọc ra. Liên tục gọi là khuyến khích nhà đầu tư chúng ta vào những gói mua TRX đó, để họ sẽ min ra những cái hàng tháng họ sẽ trả lãi cho mọi người theo hình thức gọi là TRX đó. Tuy nhiên là mọi người chưa nhận đủ lãi thì mọi người đã bị scam và bay tài khoản rồi. Cho nên là mình cũng khuyến khích mọi người và khuyến cáo mọi người rất là nhiều về cái chính thái này nhé. Mình không follow đâu, cho nên mọi người hãy gọi là đầu tư với cái gọi là cảnh giác và quản lý được rủi ro nhé. Ok, thì qua video ngắn này mình mọi người đã cùng tìm hiểu những thông tin xoay quanh hệ sinh thái của Terra mà mọi người cũng khá là quan tâm đúng không? Đặc biệt là cái sự sụp đổ của đồng USDT thì liệu có là một cái bước đi đầu và cũng là cái bước sụp đổ của cái hệ sinh thái tiếp theo là Tronic hay không? Thì tất cả cái thông tin ở trong video này sẽ là mục đích cung cấp thông tin và theo quan điểm cá nhân, không được xem lời khuyên đầu tư tài chính nhé. Mọi người cảm thấy clip hữu ích thì để lại một like và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở những video sau.